Thưa quý vị và các bạn, giữa trung tâm xã Pha Long, huyện Mường Khương có một khối đá hình con rồng gắn với truyền thuyết dân gian về tên gọi vùng đất rồng hoa của mảnh đất này. Kế thừa phát huy truyền thống của vùng đất thép anh hùng, người dân Pha Long hôm nay đang ra sức thi đua trong phát triển kinh tế, tích cực xây dựng nông thôn mới. Đời sống của bà con các dân tộc Pha Long, vùng đất rồng hoa đã và đang đổi mới từng ngày. Gần 1 hectare mía xương gà này là thành quả sau hơn 1 năm tần tảo lao động của gia đình ông Lù Trần Chiêu. Với khoảng 400 gốc mía xương gà, giá bán bình quân 15.000 đồng một cây, lại được thương lái đến thu mua tận vườn. Gia đình ông Chiêu có nguồn thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng ngô trước kia. Trồng ngô thì ăn thì không ăn được mấy, nhưng mà bán thì trả được bao nhiêu tiền. Xong thì cuối cùng nghĩ thay đổi trồng cây mía đi. Đám nương bây giờ đang trồng mía, nếu mà trồng lúa, trồng ngô thì cùng lắm chỉ bán được khoảng 5 đến 6 triệu. Nhưng mà trồng mía thì cái chỗ kia phải ít cũng phải được 5 đến 60 triệu. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất, cấp ủy chính quyền xã Pha Long đang tích cực vận động nhân dân phát triển chăn nuôi. Trọng tâm là phát triển đàn lợn đen bản địa. Đây đang được xem là hướng đi phù hợp với thực tế địa phương. Từ cái việc nuôi lợn thì là nó cũng mang lại cho mình có những cái thu nhập khá đáng kể so với mình trồng trọt rồi trồng ngô các thứ. Cái Tết của mình nó cũng sẽ ấm cúng hơn và nó đầy đủ hơn. Đa dạng các mô hình sinh kế để người dân nâng cao thu nhập. Trong năm 2023, tỷ lệ giảm nghèo của xã Pha Long đạt 6,3%, toàn xã chỉ còn 269 hộ nghèo. Quan trọng hơn, những con số đạt được là sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của nhân dân trong phát triển kinh tế, vươn lên xây dựng đời sống mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân về phát triển cây chè, rồi là chăn nuôi đại gia súc. Tích cực triển khai cái nội dung là theo cái nghị quyết 10 của tỉnh ủy, tức là phát triển nông nghiệp hàng hóa. Một mùa xuân mới ấm no hạnh phúc đang hiện hữu trên vùng đất thép, vùng đất rồng hoa, Pha Long. Thành quả ấy là kết quả của tinh thần chủ động tìm tòi hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của bà con các dân tộc thiểu số nơi đây.